Xin chào anh Trần Xuân Thụy và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em test hàng cho anh Trần Xuân Thụy. Em có đặt hàng bên em là một cái mạch thu dành cho hai mic không dây tần số UHF. Đấy ạ. Giá một cái mạch này là 135.000 cho một mạch như này. Và anh đặt hàng đấy là hai anten nữa cho micro dây không dây. Đây, anten. Ok, thì bây giờ em sẽ kết nối một bộ hai mic màu bạc xanh để test hàng cho anh. Bây giờ em sử dụng hai mic màu bạc xanh này. Ok, như vậy là hai màn hình LED ở trên mic đã sáng. Đồng nghĩa với đấy là hai bóng bóng đèn LED ở ngoài cũng sáng. Em sẽ tắt một mic đi. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, như vậy là mic thứ nhất hoạt động rất tốt. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Bây giờ em sẽ đánh dấu lên ký hiệu lên mạch thu và gửi hàng cho anh. Ok, đây là ký hiệu trên cái sản phẩm mạch thu của anh. Vâng, và xin cảm ơn anh Trần Xuân Thụy đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.